Vâng, và xin chào các bạn trở lại với kênh YouTube Mario. Sau rất nhiều ngày chờ đợi, cũng sau rất rất nhiều ngày mong ngóng và nhen nhó trên các website, các phương tiện truyền thông, thì hôm nay thì em cũng đã có cơ hội được trải nghiệm và bắt đầu giới thiệu các bác sản phẩm em kỳ vọng. Đây là phiên bản loa vi tính hot nhất và tương lai sẽ là phiên bản bán chạy nhất ở trên thị trường. Đó là mẫu Calip Pro Media Heritage 2.1 của Calip. Đây là mẫu loa vi tính thế hệ mới và nó sẽ thay thế tất cả các dòng cũ như là Zamo DS7 này, hay là thậm chí là Bose 05 trong cùng phân khúc đồ cũ ấy. Bose 05 đồ cũ, nếu đồ mới dòng Bose thì hiện tại có dòng Bose 050 mà em nghĩ nó cũng sẽ vượt trội so với những dòng đó, kể cả về chất âm lẫn những hình thức cũng như là những cái mọi thứ nó mang lại. Đó là bộ Calip Pro Media Heritage 2.1 với mức giá vô cùng là hợp lý, giá chỉ có 7,7 triệu các bác, giá chỉ có 7,7 triệu thôi. Và để hỗ trợ mức giá tốt nhất, các bác có thể liên hệ hotline 0964801493 để có thể hỗ trợ cho các bác mức giá tốt nhất. Ngày hôm nay thì ở kênh của nhà em cũng sẽ mở hộp và review cho các bác sản phẩm này, một sản phẩm mà rất nhiều bác quan tâm với dòng loa vi tính của nhà em bán. Thì đây là sản phẩm mà em cũng lựa chọn rất là kỹ càng để em bán cho các bác, cũng như là mang lại cho các bác trải nghiệm tốt nhất về âm thanh. Và bây giờ không để các bác chờ đợi lâu hơn nữa, bây giờ em sẽ mở hộp ra luôn, cũng như là để giới thiệu cho các bác. Đây là hàng mới tinh 100% bảo hành chính hãng và được phân phối do anh G Audio phân phối các em, và bảo hành trên toàn quốc. Đấy, đây loa vi tính mà em rất là mong chờ. Đây sẽ có là gì, một cái quyển sách hướng dẫn. Thì ở đây là phiên bản màu, là màu gold nút, mà hãng dự kiến như là cuối năm nay thì sẽ ra thêm phiên bản màu đen, thì em nhớ không nhầm như vậy. Đây là màu gold nút các em. Sẽ có một rất nhiều dây kết nối đây, như là có 2 viên pin để điều khiển này, cái này là dây AV để cắm dây nguồn và dây AV, cũng như dây 3.5 để cắm máy tính. Ở đây có tới 3 sợi dây nguồn các em, bởi vì hãng họ xuất khẩu rất nhiều nước nên là họ dùng các sợi dây nguồn cho các nước khác nhau. Một cái điều khiển rất là hay ho của Calip, điều khiển này chúng ta rất tiện lợi để sử dụng, to nhỏ chọn chế độ. Cũng như là ở đây sẽ có hiển thị luôn là gì, là chế độ ban đêm này, Bluetooth này, USB này, AUX này, chỉnh súp màn LED, bật tắt nguồn, đó rất là tiện lợi. Ở bên trong này nó chính là phần các cái phần củ loa, cũng như là phần củ súp nhá, đều màu rất đẹp. Đối với phiên bản của loa vi tính Calip Pro Media Heritage 2.1 này thì có sử dụng cái màu là màu của giống màu, có một thiết kế khá là giống của dòng loa Heritage 2N rất là nổi tiếng. Các bác phải tìm hiểu về loa Heritage 2N rất là nổi tiếng. Thì đây là cái loa mà loa tay các bác, với công suất có thể lên tới là 35W, và tổng công suất của bộ dàn này có thể lên tới là 220W. Riêng loa súp không thì đã là 150W rồi. Đấy. Và tổng công suất có thể đạt được tới là 220W. Các bác nhìn không? Với thiết kế cái phần loa chép này rất là đẹp. Loa chép này cho chúng ta có khả năng cho chúng ta là đường kính là 2,5 cm, dạng là chép chassis horn, hình với khả năng chép họng kèn 90x90. Đấy. Và ở dưới đây là phần củ đường kính bát với cổ xin loa tay, là với đường kính là 10 cm, và với dạng vật liệu là vật liệu rất cứng, siêu cứng và siêu nhẹ, rất cứng và siêu nhẹ. Đó là nó có làm từ vật liệu là vật liệu poly fiber, tâm ra là nó vừa cứng vừa nhẹ cho chúng ta khả năng đảm bảo tính hoạt động ổn định và đưa ra chất âm tốt nhất cho các bác. Đó. Bây giờ thì em sẽ cùng mở hẳn ra để chúng ta cùng review cũng như là đi vào sâu hơn. Đây là bên dưới chúng ta sẽ có là gì? Sẽ có là loa súp, các bác, loa súp. Loa súp này cũng khá là nặng. Còn loa súp này thì thông số của hãng nó nói là gì? Đường kính bát của nó là 20 cm, các bác, 20 cm, và hoàn toàn yên tâm là chúng ta hoàn toàn có thể sử dụng rất là hay. Âm trầm, dải trầm của nó thì xuống tới là 19Hz. Thì thực tế là 19Hz là con số rất là ấn tượng, bởi vì những loa bass bình thường nó đâu đó thì khoảng với đường kính bass khoảng 20, mà số tới 19Hz là một cái thông số rất là ấn tượng đối với loa súp rồi. Các nhá, đường kính bass là 20cm và khả năng xuống tới 19Hz với một cái EQ thiết kế như các bác nhìn, đẹp cực kỳ luôn. Đó, cái này thì sẽ bỏ ra ngoài. Bây giờ sẽ bỏ kê hết lên trên cao kia để chúng ta có thể xếp gọn và chúng ta trải nghiệm cũng như review cho các bác một cách chính xác hơn các bác nhé. Bây giờ em sẽ kê lên và cũng như là kết nối để review cho các bác một cách chi tiết hơn nữa. Vâng, vừa rồi thì em đã kết nối cũng như là lắp ráp cái phần loa Calip mà Pro Media Heritage 2.1 lên các bác nhé.
Thì đầu tiên các chúng ta có thể thấy là gì, về cái thiết kế của nó ấy, thì nó một cái thiết kế rất hoài cổ, đặc biệt là từ cái phần vỏ loa thì là màu gỗ quân nút, và dựa vào cái thiết kế của cái dòng loa high-end Heritage nổi tiếng của hãng, dòng high-end dòng rất đắt tiền đấy ạ. Và phần e-cang bố vải các bác nhìn thấy không, đây e-cang bố vải, thực sự đây một e-cang mà cũng là đầu tiên em được thấy ở ngoài thị trường, bởi vì là hầu hết ở dòng trong những loa cổ thôi, nhưng mà bây giờ vẫn được hãng người ta mang lại cái thiết kế đó cho bây giờ chúng ta nhìn vào rất là có cái sự bày biện đề co rất đẹp. Đây là dạng e-cang bố vải, dạng canvas, và đặc biệt là gì, bây giờ tháo ba cái màng loa cho các bác quan sát, ở dưới sẽ có những logo của Calyx, ba cái logo của Calyx thể hiện rõ cái thương hiệu luôn, cũng như là rõ cái sản phẩm luôn. Toàn bộ cái phần màng bát cũng như là màng của bên loa vệ tinh ấy, thì đều là dùng dụng là bát màng giấy các bác, bằng vật liệu siêu cứng và siêu nhẹ, đó là vật liệu có tên là poly fiber đấy. Và con này thì có một cái đặc trưng là gì, có cái đặc trưng của dòng loa ấy, Calyx thì vẫn nổi tiếng là dòng loa có cái khả năng cho phần lời và phần trung âm rất là tốt, bởi vì tại sao họ sử dụng cái chép là chép kiểu dạng chassis horn ấy. Cái chép này dạng 90 x 90 cho cái khả năng thoát tiếng ra phần âm trung và phần âm giải cao rất là sáng và hay. Do đó là gì? Các bác hoàn toàn nghe những phần nhạc nó có cái yếu tố như nhạc vocal acoustic hay những dòng nhạc có tính chill cao, thì cái phần loa tay này rất là đảm nhiệm việc đó rất là tốt. Cái điểm thứ hai là gì? Với cái thiết kế đẹp như vậy và cái phần loa súp nữa, rất nhiều bác thích nghe giải trầm sâu và có cái phần chất âm gọn và chắc, thì riêng con loa súp này đã có khả năng cho tới độ trầm xuống tới là 19 Hz. Các bạn, 19 Hz là con số rất ấn tượng đối với giải súp với đường kính bát lên tới 20 cm. Về công suất của cái loa này là công suất là tổng công suất ấy, thì nó sẽ là 220 W, và đối với từng loa riêng loa súp không là 150 W, và đối với loa tay là mỗi loa là 35 W, tổng công suất có thể đạt tới maximum là 220 W. Đó là về phần cái thông số của nó. Và đặc biệt hơn nữa, bây giờ sẽ quay phía sau cho các bác tham khảo thêm một số cái kết nối của cái loa này mà rất nhiều cái tiện ích của nó. Điều đầu tiên chúng ta có thể thấy là gì, không thể thiếu rồi, đó chính là phần Bluetooth. Và Bluetooth thì các bác có thể yên tâm là kết nối bằng Bluetooth chuẩn IPTX này. Về kết nối của nó ấy, thì loa này sẽ được kết nối từ cái loa súp, sẽ tích hợp luôn một cái âm ly ở đây các bác, loa súp tích hợp âm ly ở đây luôn. Và thứ âm ly các bác sẽ nối dây ra phần loa vệ tinh để cho nó phát, và đặc biệt là gì, nó có thể kết nối Bluetooth này, có thể kết nối máy tính này, hay thậm chí kết nối cả TV được cho các bác, để các bác có thể sử dụng. Ở đây thì sẽ có là gì, có những cái nút volume này để chúng ta chỉnh về volume cho dàn, cũng chỉnh bass. Tất nhiên là nó có điều khiển rồi, điều khiển thì chúng ta có thể khiển bằng tay cũng được, hoặc các bác có thể dùng điều khiển ở trên đây cũng được. Một cổng USB để các bác phát nhạc vào USB, con này thì đọc tới định dạng là MP3 thôi các bác nhé, đọc MP3 thôi. Và một cái nữa là gì, một cổng 3.5, cổng AUX để các bác có thể kết nối máy tính, hay là các bác có thể kết nối TV, thì tùy các bác lựa chọn kết nối cho nó phù hợp. Và ở phía sau là một lỗ thông hơi để chúng ta thoát hơi ra bên ngoài, và cái này thì các bác kê ra một đầu một khoảng đâu đó chúng ta nghĩ em nghĩ là khoảng tầm 10 cm, 5-10 cm, để cho nó không bị ù về bát các bác. Và đây là sản phẩm mới tinh 100%, trong phân khúc mức giá cực kỳ hợp lý là 7,7 triệu. Thì em nghĩ đây là mẫu là loa vi tính ấy, sẽ ăn đứt tất cả các phần còn lại trong phân khúc này, bởi vì là hiện tại mà khi dòng này về đã bán trong một ngày, hãng nói là gì, trong một ngày bán hết 100 bộ loa này trong vòng một ngày ra mắt. Các bác thấy kinh khủng không, sức hút dã man không, một ngày bán hết 100 bộ loa luôn đó. Thì hôm nay em về được vài bộ cũng như là tranh thủ review và giới thiệu cho các bác. Điểm lại một chút cho các bác lưu ý là gì, mức giá là 7,7 triệu này, có khả năng kết nối Bluetooth chuẩn IPTX này, có khả năng kết nối vi tính này, hay là TV USB đó, và với thiết kế dạng kiểu cổ điển rất là đẹp, được lấy cảm hứng từ dòng loa Heritage high end của hãng. Và đặc biệt là gì, phần chân đế của nó, chân đế ở đây thì các bác nhìn thấy nó được thiết kế riêng cái loa loa vệ tinh ấy, thiết kế nó hơi vắt nghiêng lên một chút, tạo cảm hứng khi chúng ta ngồi ở bàn hay chúng ta nghe thì nó đẩy từ phía âm thanh từ phía dưới lên, cho cái cảm giác nó đầy đặn hơn, nó phủ tốt hơn. Và được một cái chân đế ở dưới, cũng là một chân đế dạng chống rung luôn, được bó ở đây và tạo một góc độ nghiêng nhất định cho cái phần loa vệ tinh này đó. Thì đây là một điểm đặc điểm rất là hay của hãng, và ở dưới có một cái logo của Calyx, có thể hiện năm thành lập vào năm năm 1946 tại Mỹ các bác nhé. Và bây giờ những sản phẩm và vẫn là một thương hiệu đã rất lâu đời rồi và đã có tên tuổi ở thị trường đó. Thì ok, và bây giờ thì em sẽ cùng test những bản nhạc
có thể là acoustic, cũng có thể là remix cho các bác, để các bác có thể nghe được từ giải cao đến giải bass của cái mẫu sản phẩm loa vi tính này. Có thể sẽ có thêm rất nhiều clip test của mẫu này nữa, và mẫu này cũng sẽ là mẫu mà em nghĩ trong năm nay nó sẽ làm vô ở trong cái phân khúc loa vi tính ở trên thị trường, chắc chắn là như vậy. Và bây giờ mời bác cùng lắng nghe những trải nghiệm chất âm đến từ loa Calip Pro Media Heritage 2.1 các bác nhé, một sản phẩm mới tinh 100% bởi chính hãng 1 năm trên toàn quốc. Rất cảm ơn các bác đã quan tâm và theo dõi ủng hộ kênh của anh em trong tháng vừa qua. Nếu mà các bác nào thấy yêu thích, thấy quan tâm thì hãy cho em xin một nút like hoặc một nút đăng ký kênh ở phía bên dưới để chúng ta gặp nhau nhiều hơn. Em sẽ gửi tới các bác sản phẩm tốt và chất lượng cũng như trong phân khúc giá vừa phải để các bác có thể có nhiều sự lựa chọn cho cái nhu cầu giải trí của mình các bác nhé. Và bây giờ mời bác cùng lắng nghe chất âm đến từ mẫu dàn này.